Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Bùi tràn qua đê. Nhiều nhà dân thuộc các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội lại ngập trắng. Hàng nghìn người dân buộc phải di tản đến nơi an toàn. Chỉ cách đây hơn một tháng, người dân các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, của huyện Trương Mỹ cũng đã phải chạy lũ nhiều tuần. Con đường liên xã chạy dọc đê sông Bùi bị ngập gần 40cm, khiến nhiều thôn xóm ở Trương Mỹ bị cô lập, đặc biệt trong đó là xã Nam Phương Tiến. Nhà dân ở vùng rốn lũ của Hà Nội bị nước bùa vây khoảng 2 ngày nay. Hầu hết người già, trẻ nhỏ, phụ nữ ở vùng ngập lụt đã được di tản đến nơi an toàn. Nguyên nhân ngập lụt ở các xã ven sông Bùi thuộc huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội trong những năm qua phần lớn là do lũ rừng ngang từ Hòa Bình đổ về Hà Nội. Từ năm 2017 đến nay, người dân thuộc xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ trải qua 4 lần chạy lũ. Con đường bê tông vào thôn Lý Nhân, xã Nam Phương Tiến bị ngập sâu hơn 1 mét. Người dân phải lập bến đò đầu làng để dùng thuyền đi lại. Gần như tất cả chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của người dân ở xã Nam Phương Tiến bị ngập sâu trong nước. Mỗi lần như vậy, nhiều hộ dân lại rơi vào cảnh nợ nần. Người dân ở xã Nam Phương Tiến cố vất vát những gì còn sót lại ở ruộng, vườn đem về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm những ngày mưa lũ. Ông Phạm Nguyên Hùng, cục trưởng cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp cho biết Hàng năm, các đơn vị vận hành đập, hồ chứa thủy điện và các cơ quan đơn vị liên quan hàng năm đều thực hiện việc diễn tập các phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Các hồ chứa thủy điện khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng bão số 3 nói chung như Thác Bà, Tuyên Quang và hồ thủy điện Hòa Bình nói riêng, tại thời điểm sau bão này cần tập trung cao độ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ và đặc biệt là các chỉ đạo trực tiếp từ công điện của Thủ tướng Chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và bộ công thương khi xảy ra các tình huống bất thường phải có biện pháp xử lý hoặc báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hạ du đập. Lãnh đạo cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp khuyến cáo các địa phương có hồ đập thủy điện trong vùng ảnh hưởng bão và hoàn lưu bão cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để thống nhất công tác chỉ đạo điều hành các đơn vị quản lý, vận hành, chấp hành các quy định về an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Bên cạnh đó, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết cả nước có 232 hồ chứa thủy điện. Các hồ khu vực miền Bắc và miền Trung đều đang ở mức cao, trong đó các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng, mực nước hồ cao, các hồ quan trọng đặc biệt như Hòa Bình, Thác Bà đang tăng lưu lượng xả tràn để ứng phó hoàn lưu sau bão số 3 Iagi. Ngược lại, tại khu vực Tây Nguyên giao động nhẹ, mực nước hồ giảm nhẹ, đồng nam bộ giao động giảm, mực nước thấp, duyên hải nam trung bộ giảm, mực nước hồ thấp, một số hồ gần mực nước chết. Theo dữ liệu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ kể từ 14 giờ ngày 9 tháng 9 đến 14 giờ ngày 10 tháng 9, khu vực các tỉnh bắc bộ và thanh hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như nậm củi ở lai châu 79,2 mm. Đồng Tâm ở Hòa Bình 296,8 mm, Cam Đường ở Lào Cai 208,6 mm, Minh Bảo ở Yên Bái 401,2 mm, Nấm Dần ở Hà Giang 164 mm, Hùng Đức ở Tuyên Quang 121 mm, Đại Phạm ở Phú Thọ 209 mm, Hoàng Nông ở Thái Nguyên 120 mm, Đầm Hà ở Quảng Ninh 238 mm, Cẩm Lương ở Thanh Hóa 120 mm, vân vân. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng dự báo trong những giờ tới, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa với lượng từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 15 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa. Tối mùng 10 tháng 9, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lên nhanh, khiến nhiều ngôi nhà quanh khu dân cư ven sông Hồng thuộc phường Trương Dương và Phúc Tân nước bắt đầu vào nhà. Lo ngại trong đêm, lũ sẽ tiếp tục lên cao, dân cư ở đây hối hả thu dọn, di chuyển đồ đạc, tài sản để sơ tán ra khỏi vùng ngập trong đêm. Trên phố Trương Dương Độ, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, nước lũ từ sông Hồng dâng cao đã khiến tuyến phố trên ngập dài khoảng 100 mét. Nhiều nhà hai bên tuyến phố nước đã ngập vào nền nhà. Dù trước đó, ghi nhận trong sáng cùng ngày, nước chỉ mới mấp mé ở phía dưới phố này. Ngoài ra, nước lũ dâng cao, điện lực quận Hoàn Kiếm đã cắt điện các nhà dân bị ngập lụt, khiến nhiều người lọ mọ, thắp nến vội vã ôm trang chiếu, đồ đạc chạy lũ. Trong khi đó, lực lượng chức năng của quận Ba Đình, Hà Nội đêm mùng 10 tháng 9 đã sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người dân ngoài đê cạnh cầu Long Biên đến nơi an toàn. Trong bối cảnh do ảnh hưởng của bão số 3 và tình trạng mưa lớn, xả lũ sau bão khiến mực nước sông Hồng qua khu vực cầu Long Biên, Hà Nội dâng cao. Theo đánh giá, mực nước dâng cao nhất trong 16 năm trở lại đây. Nước tràn qua khu vực bãi bồi uy hiếp nhiều khu dân cư ở sát ven sông nhiều địa phương nằm ven sông Hồng đã tổ chức di rời các hộ dân có nguy cơ cao tới nơi an toàn. Chiều tối mùng 10 tháng 9, ông Nguyễn Duy Hòa, bí thư huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, xác nhận thông tin về việc mưa lũ đã làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, nậm lúc trên địa bàn. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, do mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn đã dẫn tới sạt lở đất đá từ trên sườn núi xuống nhà điều hành của nhà máy thủy điện Đông Nam Á, nậm lúc, gây sập, làm một số công nhân của nhà máy bị thương và 5 người mất tích. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Bản Cái đã huy động lực lượng tại chỗ khoảng 50 người để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do không có sự hỗ trợ của phương tiện, máy móc chuyên dụng mà hoàn toàn thủ công, nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Huyện Bắc Hà cũng đã cử một đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường để hỗ trợ và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn nhưng do đường bị sạt lở đất nhiều khu vực nên vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 9, một cán bộ công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, trong khi đi công tác qua nhà máy thủy điện Đông Nam Á, nậm lúc, thì phát hiện một số người bị thương đang dìu nhau đi ra từ điểm sạt lở và thông báo vụ việc do khu vực này đang bị mất sóng điện thoại nên không thể gọi lực lượng cứu hộ. Ngay sau đó, cán bộ công an này đã chạy bộ 10 km ra khu vực có sóng điện thoại để gọi điện về công an huyện thông báo sự việc. Đến 12 giờ trưa mùng 10 tháng 9, những người thoát nạn đã di chuyển về bệnh xá xã Bản Cái để được chăm sóc và điều trị vết thương. Hiện còn 5 người nghi mất tích và một người bị thương nặng tại vị trí sạt lở. Cũng trong chiều mùng 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ đưa một xuồng hơi đến để vận chuyển nhân lực và đưa người bị nạn đi theo sông chảy và một máy điện thoại vệ tinh phục vụ liên lạc.